Em đang làm thủ tục thanh lý ngân hàng các bác nhé, một chiếc Ford Everest. Chiếc này sản xuất 2019 bản titanium các bác nhá. 2.0 turbo. Máy dầu. 1-2 hôm nữa là sẽ về đến Hải Dương với chị nhá. Đấy, đang làm thủ tục. Đấy, chiếc này thì siêu chất siêu đẹp cho quý chị nhà mình quá nha, siêu chất siêu đẹp luôn. 1-2 hôm nữa sẽ lên sóng cho quý chị nhà mình. Đấy, đang trong kho này là hơi tối một chút này. Trong kho hơi tối một chút thôi nha. Trời em chút nha.